chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn cùng em lang thang buổi tối nha, trên con đường Nguyễn Thái Học, giao với Nguyễn Thái Học nói liền với Nguyễn Thị Nghĩa. Chúng ta đang đứng ở giao lộ Lê Lai và Nguyễn Thị Nghĩa. Bên đây có khách sạn New World, phía sau tòa nhà tím tím này nè, tòa nhà vàng vàng là New World. New World thì không cao lắm. Đây tòa nhà AB Tower này mới xây dựng nè, rất là cao luôn. Nhìn bên đây thì đường Nguyễn Thị Nghĩa và cái bùng binh Ngô Tùng Châu, rồi Lê Văn Việt, Gia Long, Phạm Hồng Thái, Võ Tánh. Hành trình của chúng ta hôm nay là sẽ đi đi dọc theo con đường Nguyễn Thị Nghĩa đến Nguyễn Thái Học, đến chân cầu Ông Lãnh, để gửi đến hình ảnh, để gửi những hình ảnh đến cô chú anh chị và các bạn khi mà có dịp về Sài Gòn thì chúng ta không bỡ ngỡ ha. Đi theo hướng này thì chúng ta sẽ đi đến cầu Ông Lãnh, và bên đây là công viên 23 tháng 9 với những công trình quán cà phê, rồi quán bar ở trên mặt đất, còn dưới đất thì chợ lòng đất, rất là nhiều cái dịch vụ ở đây. Nhìn bên kia cũng là công viên 23 tháng 9, bên đây là bên kia là A, còn bên chúng ta đứng đây là B. Thì ngày xưa phía sau công viên đó là ngày xưa theo cô chú anh chị chia sẻ thì đó là cái nhà ga xe lửa. Chúng ta tiếp tục đi trên đường Nguyễn Thái Học nha. Không, Nguyễn Thị Nghĩa chứ, Nguyễn Thị Nghĩa nói liền đến Nguyễn Thái Học. Hai cái đoạn đường này có khoảng chừng vài trăm mét thôi, nhưng mà về đêm thì không kém phần tấp nập. Phía trước mặt chúng ta là giao lộ Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Thị Nghĩa. Thì bên đây có, đó là phía sau của trường Trung học phổ thông Salaman, trường nữ sinh Sài Gòn ngày xưa. Kế bên trường thì chúng ta có cái rạp Diên Hồng. Có rất là nhiều người ngủ bụi ở đây nè, thấy rất là vất vả. Hồi xưa thì công viên 23 tháng 9 rất là phức tạp. Nhớ ngày xưa mỗi khi em chạy xe đạp đi ngang là người ta hú hú quắc quắc, mà em không hiểu đó là chuyện gì. Thì sau này mới hiểu nó là nó là người ta hỏi mình có bán xe đạp không, nếu mình tấp vô thì người ta sẽ thu mua. Một thời đã qua rồi, chúng ta đợi đèn xanh qua đường nha. Thì bây giờ công viên cũng sáng sủa rồi, không đến nỗi như ngày xưa nữa. Em ở đây. Em đây. Quay à, thấy quay hoài à? Hả? Thấy quay hoài à? Thấy hoài hả? Thấy quay hoài. Gần đây đi bộ một vòng quay chơi. Ủa anh đâu thấy em? Đây với đâu rồi? Anh chạy xe hôm nay hả? Thấy không hoài. Nói với anh như gió luôn á cha.
nói tiếng Anh như gió luôn nha. Không nói đâu, không nói xấu lắm đâu. sống giờ nói tiếng Anh được phải không? Ủa chạy đêm vậy là tới mấy giờ nghỉ? Đi theo rồi. Ủa thấy em nào mà bữa thấy ông cầm cái máy nè đi tới luôn. Ở đâu? Thấy ở đâu? Ở đây đâu? Ở nhà gần đây. Vậy. Đi bộ thì cầm máy quay lên đi một vòng chơi vui. Ôm đi nha. Ở đâu mà ở nước ngoài á, bởi vì tôi không hỏi tiếng Anh á. Nhìn giống Campuchia á cha. Ôm đi nha. Tới vui vẻ nha. anh tưởng đâu là em là người nước ngoài, anh thấy tối ngày cầm camera đi hoài. À đây là có cái ký túc xá. Đây ký túc xá ngày xưa nào không biết là ký túc xá gì. Ngày xưa chắc là cái chung cư thời Mỹ. Đại học y dược. Ký túc xá của đại học y dược ngày nay nè. Bên kia đường là công viên của trường Tenderman. Về đêm vui chưa? Từ cái đoạn Phạm Ngũ Lão cho đến cầu Ông Lãnh thì là Nguyễn Thái Học, và từ Phạm Ngũ Lão đi đến vòng xoay Ngô Tùng Châu Gia Long thì là Nguyễn Thị Nghĩa. Cửa hàng bán trái cây. Bán trái cây tươi. Đang đứng ở ngã tư Nguyễn Thái Học và Trần Hưng Đạo. Bên đây là trường Nguyễn Thái Học nè, trường tiểu học Nguyễn Thái Học. Ngày xưa hình như là trường nam sinh, bên trường Tenderman là trường nữ sinh. Theo cô chú anh chị mình chia sẻ thì em được biết như vậy ha, không biết có đúng như vậy không. Đây là mũi tàu Bùi Viện và Trần Hưng Đạo. Đây có cái Savico Building số 56 Trần Hưng Đạo. Quán rượu của tỷ phú Hoàng Kiều. Nhưng mà bây giờ không biết có phải hay không. Giờ là Real Coffee. Nhánh bên phải thì chúng ta đi qua đường Bùi Viện.
bên trái thì là Trần Hưng Đạo. Bây giờ chúng ta đi qua đường đường Nguyễn Thái Học nha. Xe cộ đông đúc quá. Em quên nữa là ngay đây có cái rạp Nguyễn Văn Hảo nè, phía sau nhà 56 Trần Hưng Đạo. Đèn xanh rồi, ta đi qua đường thôi. Lúc này là chúng ta sẽ đi ngang qua trường Minh Đức. Trường Minh Đức, trường Minh Đức bây giờ là trường tiểu học. Hình như nghe sư phụ nói là trường Minh Đức ngày xưa có tên là gì, Thành Trí, trường Nguyễn Thành Trí nữa, trường dạy tiếng Hoa. Nhưng bây giờ thì dạy tiếng Việt thôi. Phía trước trường thì có rất là nhiều cô bán bắp. Bắp xào. Rồi buổi tối thì trước cửa trường có cái cô bán hủ tiếu rất là ngon, rất là đông. Chúng ta nhìn cận cảnh trường nha. Bữa thì mình đi bên kia đường thì mình nhìn có lẽ sợ không rõ. Này hôm nay chúng ta nhìn trực tiếp gần hơn. Quán hủ tiếu này, hủ tiếu lề đường thôi mà rất là đông luôn. Rồi, hành trình của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo ha. Chúc bà con mình ngày mới thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.